Vâng, thưa bạn, đây là cái cụm đèn pha và cốt của cái phiên bản mới 2020. Hôm nay chúng tôi sẽ so sánh với lại các bạn về phiên bản cũ. Còn đây là cái đèn của phiên bản cũ 2019-18 đổ về trước. Thì hôm nay chúng tôi sẽ so sánh những bạn biết để các bạn phân biệt giữa hai phiên bản này. Cụm đèn LED này không thay đổi này, giải đèn LED ban ngày này không thay đổi. Cụm đèn pha thì các bạn nhìn xem sẽ có bóng kìa. Và cái cụm đèn cốt này thì dạng hình tròn. Đây là cái đèn phiên bản cũ nhé. Sang phiên bản mới này thì cụm đèn pha này thì sẽ không có bóng nữa, mà bóng LED thì nó sẽ được treo ở trên kia. Các bạn nhìn rất là khó nhìn, treo ở phía trên. Mình sẽ nhìn từ chéo từ dưới lên trên. Và dải đèn LED này thì vẫn không thay đổi này. Cốt thì có dạng hình vuông này. Trên đây là chúng tôi giới thiệu về cái điểm giống nhau và khác nhau của cái cụm đèn mới trên chiếc Ford Everest hoàn toàn mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.